xin chào các bạn nếu như các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh nhé. ở à, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một con uh, website đào cái đồng BTC này. Uh, bởi vì sao mình giới thiệu con này? bởi vì con này có một người đã uh, một người uh, trước mình người ta đào và đã rút được cái uh, uh, cái đồng BTC này về ví BNB nhé. Uh, và hoàn toàn là miễn phí mọi người nhé nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người. anh em nào có tham gia thì tham gia luôn nhé dự án này. À, bởi vì nó là nó, nó nó rút được tiền rồi thì nó mình mới chia sẻ còn nó chưa rút được tiền thì mình không chia sẻ con này đâu đấy à, và người ta đã anh này đã rút về ví uh, VNC rồi đấy thì hôm qua mình có xem của anh nhá anh anh bảo đã viết đã rút về BNC. à, thì để tham gia được cái con này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình nhé sau đấy mọi người sẽ bấm vào đăng ký đăng nhập thôi à, vào đây thì nó sẽ có sinh úp này khi mọi người đăng nhập vào cái link ở dưới phần mô tả thì nó sẽ như thế này nhá. Khi mọi người đăng nhập vào à, đăng ký thì nó sẽ thưởng cho mọi người là à 100 GH trên dây nhá. Đấy. 100 GH trên dây. Và mình xem nào. Và đúng rồi. Đấy, sau đấy vào bước đầu tiên là mọi người vào đây thì mọi người cần phải đăng nhập một tài, đăng nhập một cái tài khoản này. Sau đấy mọi người sẽ bấm vào những các bước tiếp theo. Đây, sau đấy bấm đây. Đấy mọi người bấm vào đây cho mình nhá nhập tức hay mọi người nhập username này tên của mọi người này tức là, đây là cái tên dòng tên này dòng thứ hai là username này đấy dòng thứ ba là mật khẩu này ở trên cùng là mọi người nhập vào họ tên này ở dưới là cái tên đăng nhập này dòng thứ ba là mật khẩu này sau đấy nhập lại mật khẩu dòng thứ tư là nhập email và dòng thứ sáu là nhập lại email tức là nó cho mình là một bước nữa là để kiểm tra lại chính xác email không đấy nhập email sau đó bấm vào tôi uh, má cấp tra này tôi không phải là người máy tiếp tục bấm vào tích vào đây cho mình nhé. bấm vào tích tôi không phải người máy này. Ok, bấm tích trong này nữa, có cái dấu tích này đấy, chỗ này nhá. Sau đấy bấm uh, register đăng nhập nhá. Khi đăng nhập khi đăng ký xong thì mọi người sẽ bấm login in cho mình, bấm login in. Đấy. Bấm login in nhá thì nó sẽ ra diện như thế này để mình bấm login cho mọi người. Đây thì nó sẽ ra diện như thế này. À, khi đăng ký mọi người cần kiểm tra xem trong hộp thư mail mọi người có, có, có tin nhắn kích hoạt không nhá nếu như có tin nhắn thì mọi người vào bấm kích hoạt nhá à, mọi người tất cả mọi người kiểm tra ở hộp thư chính này sau đấy không có thì mọi người sẽ vào hộp thư rác nhá đấy sau đấy mọi người nếu như có hộp có tin nhắn kích hoạt email thì mọi người kích hoạt cho mình cái tài khoản email nhá sau đấy mọi người đấm, bấm đăng, đăng nhập này đấy bấm vào tôi không có người máy đăng nhập con web này nó nó khai thác tự động mọi người nhé không cần theo máy nhá. đấy cho nên mọi người được cái ưu điểm là mọi người sẽ tải à, không cần à, treo à, không cần treo máy để mọi người vào kích hoạt nhé sau khi mọi người đăng nhập vào thì nó sẽ ra diện thế này đấy ở đây nó có phần dashboard này ở đây có phần set view mini này tức là phần đào này đây là số tiền mọi người sẽ nhận được nhá ở đây này mọi người sẽ có tốc độ này nó sẽ tặng cho mọi người 10 10.000 ở 10.000 10.000 tốc độ đào nhá đấy 10.000 tốc độ đào con này thì nó có cả uh, uh, nạp tiền nhưng mà đây là mình chơi bảo hướng dẫn mọi người uh, uh, chơi free nhá không không nạp tiền nhá đấy à, ở đây là 100 trăm trên dây mọi người sẽ nhận được đào này còn đây là số tiền mình của mình đây này đấy, hiện tại thì mình chưa đủ tiền mình, mình không thể rút được nhá đây là mình có người người khác rút được rồi nên người ta chia sẻ cho mình cho mình hướng dẫn mọi người thôi đấy cho nên anh em nào có tham gia thì tham gia ngay bây giờ nhá nó uh, chơi free mọi người nhé khi mọi người đủ số tiền thì mọi người sẽ bấm vào đây cho mình đây ở đây có phần xem quảng cáo nữa đúng không? ạ, xem cái này mới xem quảng cáo kiểu gì, nói chung là mọi người tự khám phá nhá. đấy cái phần xem quảng cáo này thì mình chưa biết, mình không xem. rồi khi mọi người đủ tiền mọi bấm quýt vào cho mình. min của con này là 0 phẩy không không nhá mọi người, không phẩy không không ba đấy, không không là rút được nhá, không làm người rút được nhé Đấy. Đây, quý tờ thì mọi người sẽ nhập số tiền. Ở đây nó có ví Bitcoin này, ví Litecoin này, hoặc là product Money này. À uh, Doge này, Ethereum này, Bitcoin cát này, Đồng Đát này, Đồng trôn này, Bin... Binance Coin này. Đấy. Thì mọi người sẽ khi đầu tiên mọi người sẽ nhấp vào đây thôi. Mọi người chọn cái đồng nào, mọi người nhấp vào đây, mọi người chọn Sau đấy mọi người chọn, chọn chọn bấm rút thôi. Giả sử như mình uh, Bitcoin chẳng hạn, mình bấm vào đây. Đấy. Đây, nó hiển thị số tiền luôn đúng không ạ? Đây, 7900 này. Mình chưa đủ tiền mình không rút được, còn Litecoin này. Litecoin đây. Đấy. Còn Doge những cái đồng này. Mọi người kích vào đây. Không kích được. Cái đồng này không click được. Hoặc là rút về nè oh, Peck uh, Money nhé, bấm vào đây. Cái này hình như là phải cài đặt dưới này đây. Đấy. Sau đó nhập dưới 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 này nhá nhập số tiền dưới cùng mọi người này. Đấy. Min của con này là 0,002, 0,002 mọi người ạ. Bitcoin là 0,02 nhá Sau đấy mọi người sẽ nhập nhập địa chỉ dưới này, bấm vào Register đấy. dưới này nhé. Tức là mọi người nhập vào, kích vào đây đúng không? Kích vào đây rồi. Sau đấy xuống dưới này mọi người nhập địa chỉ vào đây cho mình đấy, để chỉ ví vào đây. Sau đấy mọi người sẽ bấm rút nhá Hiện tại mình chưa rút chưa đủ đúng không ạ? <laughs> à, nói chung là mình cảm thấy con này cũng khá là uy tín nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Anh em nào quan tâm thì có thể thăng, đăng ký cái link ở dưới phần mô tả cho mình nhé. Ở đây trên điện thoại Android thì mọi người có thể là bấm vào phần ba gạch cho mình này. Sau đấy bấm vào chữ thêm vào màn hình chính cho mình nhé. Đây có chữ thêm vào màn hình chính, thì mọi người bấm vào đây này, nó sẽ hiển thị như này, có chữ thêm này, bấm chữ thêm. Sau đấy mọi người thoát ra thì nó sẽ hiển thị ở đây nhá. Nó sẽ hiển thị một cái giống như cái app luôn đấy Sau mọi người chỉ cần việc vào đây luôn nhá. Chứ còn không cần phải vào trực tiếp web nhá. Là sau mọi người click vào đây, đây giả sử một click Đấy. Nó vào đây luôn. Nó ra luôn đúng không ạ? Nó giống như một cái cái app luôn. Đấy. Còn trên điện thoại iOS thì mọi người cần phải vào 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 web nhá. Chứ điện thoại iOS nó không không thể có chế độ như điện thoại Android được. Đấy. OK, như vậy mình đã hướng dẫn mọi người một dự án có thể đào cái đồng BTC cũng như đồng đồng TC miễn phí và đã có đã có bằng chứng rút tiền về rồi. À thì nếu như khi nào mình có đủ min rút mình sẽ rút và mình sẽ show bằng chứng cho mọi người xem nhé. Rồi, cảm ơn mọi người xem video. Nếu cảm thấy hay cho mình một like một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt mọi người.